Hoàng xin kính chào anh chị và các bạn đang xem video trên kênh Điện thoại Tây Ninh. Vừa rồi là cái những thước phim trong cái miếng đất ngày hôm nay nằm tại một vị trí cực kỳ đắc địa, miếng đất siêu khủng và một dàn cây cảnh, đặc biệt là mai vàng, rồi một căn nhà gỗ ngày hôm nay trong miếng đất của chú Sáu đang cần kêu bán nha anh chị. Vị trí ngày hôm nay mà Hoàng đang đứng cũng như là căn nhà và miếng đất này tọa lạc nằm tại thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, cách chợ Long Hoa chỉ khoảng độ chưa đầy một cây số nha anh chị. Một vị trí cực kỳ đắc địa và miếng đất ngày hôm nay là miếng đất hai mặt tiền đường nhựa như thế này. Đây là miếng đất của mình. Phía sau thì còn một mặt tiền như thế này nữa nha anh chị. Bề ngang là 22m8. Cạnh này dài vào 53m. Mặt sau là 22m và cạnh này là 49m4. Đất hai mặt tiền đường và có nguyên một hệ thống cây cảnh trên đây, một số cây rất là VIP nha anh chị. Rồi có một căn nhà gỗ và đồ nội thất gỗ rất là nhiều. Chủ ngày hôm nay để lại toàn bộ cho anh chị hiện trạng trên đất luôn, từ cả cây cảnh cho đến cái căn nhà gỗ ngày hôm nay. Và miếng đất ngày hôm nay với tổng diện tích là 1.164 m², trong có đến 895 m² là đất thổ cư ODT, đất ở tại đô thị nha anh chị. Đây là cái cảnh đầu tiên trong cái miếng đất siêu khủng này. Thì trước khi đi vào review chi tiết, Hoàng sẽ cho anh chị xem được cái hình dạng của thửa đất trên vệ tinh cũng như là sổ sách nha. Và đây, đây là vệ tinh Google Maps màu hàng chụp xuống ngay cái vị trí miếng sân vườn và căn nhà gỗ ngày hôm nay đang kêu bán. Thì anh chị đã thấy được hai cái vạch vàng là Hoàng thể hiện được hai cái con đường nhựa hiện trạng đó anh chị. Có ngoài thực tế, lộ giới hoạch 10m thì đã mở rộng rồi. Miếng đất của mình được hai mặt tiền đường như thế này. Cái vị trí đầu tiên mà Hoàng đứng lúc đầu á là cái phần tiếp giáp mặt tiền đường là 22m8 nè. Rồi hai cạnh nó về vào, một cạnh là 53m, cạnh còn lại là 49m4. Cái mặt phía sau của nó là 22m tròn nha anh chị. Theo chú Sáu chia sẻ thì hiện tại để mà hình thành nên một cái miếng đất siêu đẹp như thế này thì chú qua rất là nhiều lần săn tìm và mua để hình thành nên một cái diện tích liền ranh liền kề. Thì trong đây nó có đến 3 sổ anh chị, sổ nào nó cũng có hai mặt tiền đường hết. Rất là cực nhọc để có thể sở hữu được một miếng đất đẹp như thế này. Nhưng mà lý do chú kêu bán là do chú quản lý rất là nhiều căn như thế này anh chị. Chú là một trong những cái đại gia ngầm tại thị xã Hòa Thành, Tây Ninh, và không có khả năng quản lý nữa, cho nên là gia đình và con cháu bàn bạc thì kêu bán bớt đấy, chứ không phải là làm ăn kinh doanh khó khăn gì nha. Cho nên là nếu mà anh chị nào có hữu duyên xem được video này mà hiểu được cái tầm giá trị về cây cảnh trong đây cũng như là mức độ nội thất nhà gỗ và căn nhà, hai căn nhà gỗ trong đất này thì mình thích để có thể là sở hữu lại để quản lý. Sau khi mà chú Sáu chia sẻ lại cho anh chị thì mình có thể gọi ngay với Hoàng nha. Và ngày hôm nay thì chú Sáu chia sẻ cái miếng đất tâm huyết và mảnh sân vườn cây cảnh đồ gỗ này với một cái giá cũng gọi là khá là hợp lý, với cái giá trị mà anh chị sau khi xem hết video anh chị sẽ cảm nhận được. Đấy, đấy là cái phần hình dạng của thửa đất trên cái vệ tinh Google Maps màu hoàng đã chụp xuống. Nó nguyên hình nguyên dạng, thể hiện rõ hai căn nhà gỗ cũng như là hệ thống cây cảnh sân trước sân sau. Và hướng đất ngày hôm nay nó có hai mặt tiền, thì mặt tiền trên á, là hướng chánh bắc, mặt tiền dưới là hướng chánh tây nha anh chị. Sau đây thì Hoàng cũng sẽ cho anh chị xem được ba cuốn sổ trong cái lô đất này. Và đây, đây là cái quyển sổ đầu tiên nè anh chị. Cái quyển sổ này thì với diện tích hai đầu mặt tiền nó đều như nhau là 10m và 10m. Đấy. Tiếp theo cuốn sổ thứ hai, đầu đích của nó là đều là 5m và 5m nha anh chị. Thổ cư thì nó dàn trải 3 sổ. Và đây, đây là cuốn sổ cuối cùng, một mặt là 7m còn một mặt là 7m8 nha anh chị. Hình thành nên tổng diện tích là 1.164 m², là hơn 101 đất, 102 đất và có đến 895 m² là đất ODT, đất ở tại đô thị. Và vị trí này thì thổ cư giá cực kỳ mắc luôn nha anh chị. Nó nằm khoảng độ 3 đến 4 triệu một mét vuông thổ cư nha anh chị. Nếu mà mình có nhu cầu lên thêm đấy. Đó, đó là ba quyển sổ trong cái lô đất ngày hôm nay để hình thành nên cái mảng sân vườn cực kỳ VIP này. Sau đây thì mời anh chị review thực tế. Bên đây là một căn nhà gỗ nữa nè anh chị. Và đây là căn nhà gỗ chính trong miếng đất này. Phía sân trước này thì cây cảnh của nó hơi ít nha. Khúc sau nó rất là nhiều. Nhưng mà cây nào cây nấy ở khúc này rất là chất lượng nha anh chị. Đấy, những cây mai đều nên hình nên dạng và hoành gốc thì rất là lớn. Có mai thường rồi mai nù nữa anh chị. Nói chung rất là nhiều loại mai. Đấy, đều là vô chậu hết để mới khoảng sân này. Đây,
Cây này điển hình là một trong những cây VIP nè anh chị, vô chậu lớn, tán rất là đẹp nha. Đấy, hoành này cũng khoảng độ 2 đến 3 chục lần, gốc bự ha. Và bên đây thì có một số cây tùng nè, rồi cũng có một cây mai gốc lớn luôn. Mặt bằng thì rất là thoáng. Chú Sáu thì lát đá toàn bộ trong khoảng sân ngày hôm nay nha anh chị. Đó, đây là gốc mai có cái nụ rất đẹp nè, tàn tàn thông ha, một số cây tùng đó. Trong đây là nguyên một cái nguyên toàn bộ là gỗ không anh chị, vô đây là sặc mùi gỗ luôn nha. Đặc biệt thì toàn bộ trong đây ngày hôm nay chủ để lại hết cho anh chị luôn. Riêng chú chỉ lấy một cái bàn này thôi anh chị, đây là bàn kỷ niệm của chú, và một cây mai bự. Hút một tí Hoàng cũng sẽ quay luôn nha anh chị. Sau đây thì xin mời anh chị nghe một đoạn Hoàng may mắn được chú chia sẻ về một số thông tin đồ gỗ trong cái căn sân vườn VIP này. Sau đây là có chú chủ nhân cái này, chú Sáu sẽ thuyết minh một số cái đặc điểm nổi bật trong cái miếng đất siêu khủng với lại đồ vật cây cối trên đây ngày hôm nay. Con chào chú Sáu. Chào con. Con thấy trời ơi, nguyên một cái nhà gỗ của mình quá trời giờ bự luôn. Cái này là cây gì vậy chú? Cái này bên con. Cây bên hả chú? Dạ. Còn cột là cột Bình Linh. Cột Bình Linh. Theo con biết thì con cũng có làm một xíu về nhà gỗ. Thì hiện tại là để những cái hoành gỗ như thế này, cây như thế này là kiếm rất là cực. Mà cái nhà này thì hình thành bao lâu rồi chú? Hồi như 3 năm rồi con. 3 năm. Cây này là chú xẻ gỗ mới luôn hay là... Gỗ mới. Gỗ mới làm luôn. Cột là hoàn toàn Bình Linh hết. Bình Linh hết. Dạ. 80 cột cái là 100 trên 130 hoành. Còn cột con là cột hàng ba này là 90 mấy hoành. Trên 130 nha anh chị. Có tán này nọ. Cái này là hai nóc hả chú? Hai nóc. Hai nóc. Phúc Lộc Thọ này là cây gì chú? Cái này cái gõ con. Dạ. Nó lên màu đen thui luôn nè. Chị thấy rất là đẹp ha. Còn Lục Bình. Lục Bình là cây gì đó, cây gì mà loại mới giờ nó tăng rồi. Dạ. Yeah. Tao mua lóng rồi tao cắt ra lấy hai lục bình. Dạ. Yeah. Liêm một chút, cái đó phải liêm không? Cái nào? Lục bình đấy chú. Lục bình không phải liêm đâu con. Nó là cái dạng mà nó nói với tao là rõ là gì của nước ngoài. Xin khẳng định với anh chị là ngày hôm nay chú bán cái căn này để lại toàn bộ cái gỗ ở trên đây với lại nguyên một hệ thống cây cảnh nè. Rất là nhiều cây giá trị nha, ở sau đây, dưới bên đây luôn, hai mặt tiền đó. Những cái bộ salon gỗ này rất là bự. Trong đây nữa nè, chú vô đây chú ơi. Cái này là tay mấy chú? Bộ này nè. Tay 18-20 vậy đó con. Dạ. Có ông đệ nữa nè. Cây là nó lên nước hết luôn rồi, quá trời đẹp, đen thui. Còn mấy bình rượu này sao chú? Rượu của tao thôi. Cái này là kích thước nó, cái bàn này là kích thước là dài, ngang dài sao chú? Dài nó là 7m2, 6m2 gì đó. Dạ. Yeah. 6m3 gì đó. Gỗ nguyên khối luôn ha. Ta sang cắt ha. Bên đây thì bên có đây miếng, bên kia miếng đó. Có toilet cho anh chị nghỉ dưỡng ở đây luôn nè, đầy đủ hết. Nói chung đúng chất nghỉ dưỡng luôn, siêu VIP. Bộ sập này nọ. Quay mấy cái này luôn. Dạ. Yeah. Bên đây thì chú có trang trí thêm những cái đầu hu nè, cũng bằng gỗ hết nha anh chị. Đó, mỗi cái gốc cột đều có đầu hu hết. Hai cái tủ này để lại luôn hả chú? Tủ này cẩm nè con. Cẩm lai hả chú? Cẩm lai. Dạ. Đây cho anh chị xem những cái thớ gỗ nè. Trong ngày hôm nay cái này là bán hương với bên. Bán là tâm huyết luôn. Chú làm để nghỉ dưỡng nhưng mà quá trình quản lý nhiều cái quá không có hết. Nên là chú bán chia sẻ lại cho anh chị. Để mà hình thành nên một cái miếng đất có cái nhà như thế này với cây cảnh trên đây là cũng kỳ công nha anh chị. Đó. Này hương nè. Dán hương. À, nguyên một bầu dán hương. Bên đó là có 1, 2 và 4. 4 cái bầu bàn ghế. Rồi hai cái bàn dài. Đó. Chứ một bộ salon nè. Hai cái tủ nữa. Là nguyên một cái nhà gỗ như thế này. Dạ. À, làm kiểu luôn ha. Đó, tủ rượu á. Đó là đoạn ghi hình Hoàng may mắn được trao đổi với chú về cái thông tin các cả các bàn ghế, cây cột và nhà gỗ và loại gỗ trong cái căn nhà này.
Và thực sự anh chị thấy được trên cái màn hình đó, vô vàng các bộ salon, rồi ông Phúc Lộc Thọ, Lộc Bình, rồi những cái sập và tủ bàn ghế đều là loại gỗ giá trị trong cái nền đất và căn nhà gỗ ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn là cái căn nhà gỗ này với những cái hoành gỗ lên đến 130, ngoài 130, hai nóc, tính xuồng. Và thêm một cái căn nhà gỗ nữa một tí thì gần cuối clip Hoàng cũng sẽ quay luôn. Thì những cái đồ như thế này chủ sẽ để lại hết cho anh chị, nó sẽ phù hợp với cái giá mà một tí cuối clip Hoàng sẽ báo luôn. Đây, trên cái bàn này có hai cái cục gỗ nó nù lên rất là đẹp nha anh chị. Bàn dài, bốn ghế. Đây, Hoàng sẽ đi lại sơ tất cả các loại bàn ghế, đồ gỗ trong đây cho anh chị xem. Đây là một cái liên quan cẩm lai. Rồi cái tủ thờ kia là cái tủ cổ giáng hương nha anh chị. Thêm một cái tủ để đồ nữa nè. Đây. Và còn lại thì nó lên đến 4 đến 5 bộ salon gỗ đã lên nước rất là đẹp. Kiểu cọ và điêu khắc hai mặt luôn nha anh chị. Đây là một cái tủ giáng hương nè anh chị. Đó, ở đây là vô vàng cái bộ salon nha anh chị, được điêu khắc tỉ mỉ kinh tế mà chú sưu tập về được. Những cái bộ này thì chú chia sẻ là đi sưu tập về rất là mắc tiền. Tuy nhiên thì chủ chỉ lấy một cái bàn bên ngoài thôi để giữ lại làm kỷ niệm. Còn những đồ thế này thì chủ sẽ chia sẻ lại cho chủ sở hữu sau. Đây là một cái sập nè. Đấy, có một cái tủ phía trên luôn. Lên màu đen thui luôn nha anh chị. Được giác sa cừ. Và đây là một cái bộ salon tay lớn theo chú chia sẻ là tay 18. Đủ món luôn ha. Trụ cột nhà thì có những cái tán niêm rất là bự, hai cái lục bình. Rồi đây là thêm một cái bàn dài, nó sẽ là một cặp với cái bàn ban đầu mà Hoàng quay. Đấy, sơ sơ trong cái nền nhà gỗ này vừa rồi mà Hoàng đã quay á, thì rất là nhiều đồ vật có giá trị cũng như là mang tính chất kỷ niệm sưu tập, mà đây là thú chơi của những cái đại gia thường hay đem về với cái không gian nghỉ dưỡng của mình. Và đây là một cái bàn chính thống là gỗ luôn nha anh chị. Đấy, nguyên si từng góc hết. Những cái ghế này là những cái rễ cây nè anh chị. Và đây là một cái bộ salon. Đấy. Xin lỗi anh chị là đây là hai ông Thọ nha, chứ không phải là Phúc Lộc Thọ. Chú thì sở hữu được hai ông Thọ bằng gỗ này thôi. Thì vừa rồi Hoàng đã đưa đến thông tin cho anh chị là một cái miếng đất với vị thế cực kỳ đẹp, giá trị thổ cư nhiều, tại một vị thế là đất ở tại đô thị. Thứ hai nữa là một căn nhà gỗ toàn bộ đồ nội thất cao cấp, cũng như là mang tính chất sưu tầm giá trị theo thời gian. Ngoài giá trị tinh thần thì giá trị tính bằng tiền nó rất là lớn nha anh chị. Và đây là một cái món chơi cuối cùng nè, nguyên một cái rễ cây ở dưới điêu khắc hình những con vật, hình ngựa. Còn ở trên đây là đầu nguyên một con rồng nè anh chị. Đấy. Và một cái điểm thứ ba nữa là một khoảng không gian cây cảnh siêu VIP, toàn bộ là những cây mai vàng gốc lớn, tán thông, có hình dáng rất là đẹp, được chú sưu tầm về cũng như là chăm sóc trong cái mảnh vườn ngày hôm nay của chú Sáu. Đây là toàn bộ những cái cảnh ở cái khoảng không phía sau mặt tiền đường thứ hai này, và chủ đạo vẫn là những cây mai vàng nha anh chị, rất là nhiều cây mai vàng luôn, gốc của nó là toàn khoảng độ 20-30 rồi ngoài 50 không anh chị. Đặc biệt ở khúc sau này thì có một cái gốc lớn lên đến hoành gần 100, chú sẽ giữ lại nha. Thông tin thì Hoàng đưa rõ ràng chính xác. Đây là sơ sơ những cái gốc nhỏ nè. Bắt đầu cây này là một trong những cái cây VIP trong cái nền đất này. Đấy, tán thông ha. Đây là cây mai nù nè. Đó. Và đi qua cánh bên đây thì những gốc mai nó còn đồ sộ hơn nữa anh chị. Hoàng nhắc lại vị trí cái nền đất sân vườn ngày hôm nay nằm tại thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Gần như là nó sát với trung tâm của thị xã Hòa Thành rồi. Nó là phường luôn nha anh chị. Cách chợ Long Hoa chưa đầy một cây số. Đây, gốc mai này cũng rất là đẹp nè, siêu VIP luôn. Ở mặt tiền đầu tiên thì Hoàng đã quay được một số cây mai cũng khủng rồi. Phía sau này lại càng nhiều cây hơn. Tính không nhầm thì nó cũng khoảng độ 2 đến 30 gốc đấy anh chị. Gốc toàn lớn lớn không à. Và đây là cái mặt tiền đường thứ hai nè, lộ giới hoạch nó cũng 10m, nhựa hiện trạng luôn. Đường thông tứ hướng nha anh chị. Chạy ra một xíu thôi là đường lớn rồi. Bên đây thì chú Sáu xây tường lên đến 2m, có gắn đèn pha vào ban đêm nè. Đấy, đảm bảo an ninh cho cái khu nghỉ dưỡng của mình. Và chú Sáu thì có rất là nhiều cái khu vực như thế này nha anh chị.
thì hiện tại chú Sáu cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên là không còn khả năng quản lý nhiều thế này nữa. Đây là lý do để chú chia sẻ bán lại cho những cái chủ sở hữu sau. Đây thêm một gốc mai rất là lớn nữa nè chị. Quanh gốc này là cũng khoảng 30 nè. Và đây là một gốc nữa. Toàn bộ được chăm sóc rất là tươi tốt nha. Nguyên một mảng sân vườn khá là đã ha. Chú thì mướn người được chăm sóc và tưới nước bón phân hàng ngày luôn nha anh chị. Đều có người giữ vườn ở trong đây hết. Đó là nguyên một cái khoảng sân vườn phía sau. Thì vừa rồi Hoàng đã quay review cái sân trước, nhà gỗ. Rồi một nguyên một mảng sân sau chủ đạo là cây cảnh. Thì chú còn tặng thêm cho anh chị nguyên một cái nhà gỗ bên đây nữa nè anh chị. Đấy. Và toàn bộ những cái bàn gỗ, ghế gỗ ở khu vực này luôn. Đó. Trong đây thì có đến 5 cái bàn nha anh chị. Và ghế rễ cây. Rồi những cái ghế được đóng rất là tỉ mỉ và đẹp. Mỗi cái ghế khoảng độ mười mấy ký rồi anh chị. Trên nên rất là nặng ha. Còn căn nhà gỗ ở trong đây thì hoành gỗ cũng đến 130. Một nóc chín xô. Đó là tất cả thông tin ngày hôm nay mà em muốn chia sẻ miếng đất sân vườn nhà gỗ của chú Sáu. Toàn bộ đồ gỗ nội thất cao cấp. Và chú Sáu kêu bán toàn bộ tất cả các cây cảnh, nhà gỗ và miếng đất ngày hôm nay với tổng giá trị là 19 tỷ 900 triệu. Giá này thì thương lượng chính chủ với chú Sáu nha. Đó, chú kêu chia sẻ lại chị với cái giá này. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu mua để về sở hữu nghỉ dưỡng tại một vị trí trung tâm đặc biệt của thị xã Hòa Thành, Tây Ninh và thích được các cảnh vật, cây cảnh cũng như là đồ gỗ trong cái miếng đất này thì có thể liên hệ với Hoàng qua số điện thoại góc dưới màn hình 0981877139 để đi xem thực tế, rồi sau đó gặp chú Sáu và có thể thương lượng trực tiếp luôn nha anh chị. Và đến đây thì Hoàng xin tạm dừng video. Chân thành cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi và thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo về nhà và đất tại Tây Ninh trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Em là Hoàng, xin kính chào và hẹn gặp lại.